Xin kính chào quý vị khán giả, quý vị đang theo dõi bản tin thời sự buổi tối ngày 31 tháng 1 của Đài Truyền hình Việt Nam. Sau đây là những nội dung chính đáng chú ý sẽ có trong bản tin ngày hôm nay. Kỷ niệm 50 năm cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968, biểu tượng sáng ngời của lòng yêu nước, tinh thần quyết chiến, quyết thắng, giành độc lập tự do của toàn đảng, toàn dân, toàn quân. Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong cuộc vận động toàn dân tham gia tố giác và đấu tranh với tham nhũng tiêu cực. Ngành y tế Việt Nam và Nhật Bản tăng cường hợp tác, nâng cao hiệu quả điều trị phục hồi chức năng vận động cho bệnh nhân. Kỷ niệm 50 năm cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968 đã diễn ra sáng ngày 31 tháng 1 tại thành phố Hồ Chí Minh. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, cán bộ lão thành cách mạng, mẹ Việt Nam anh hùng lực lượng vũ trang, gia đình các anh hùng liệt sĩ có công với Tổ quốc đã tham dự. Trong diễn văn tại lễ kỷ niệm, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân cho biết: đúng vào thời gian này, 50 năm về trước, cuộc tổng tiến công và nổi dậy diễn ra vô cùng ác liệt tại Dinh Độc Lập, nay là Hội trường Thống Nhất, một trong những trọng điểm tiến công của quân dân ta trong Tết Mậu Thân năm 1968, cũng là mục tiêu quyết chiến cuối cùng trong cuộc kháng chiến chống quân xâm lược. Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân khẳng định, nửa thế kỷ đã đi qua, nhưng cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968 mãi mãi là biểu tượng sáng ngời của lòng yêu nước, của ý chí quyết tâm sắt đá, tinh thần quyết chiến, quyết thắng của toàn đảng, toàn dân và toàn quân để giành độc lập, tự do, được dẫn dắt, soi đường bởi sự lãnh đạo tài tình, đường lối đúng đắn của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Đã nửa thế kỷ trôi qua, nhưng cho đến hôm nay, nhiều cựu chiến binh Mỹ đã từng tham chiến tại Việt Nam vào thời điểm đó vẫn chưa thể quên được những ký ức về trận chiến lịch sử này. Có thể khẳng định rằng, chiến dịch Mậu Thân năm 1968 đã tác động mạnh tới tâm lý của những người lính Mỹ, khiến nhiều người trong số họ thay đổi nhận thức về cuộc chiến tranh Việt Nam. Câu chuyện của một vị giáo sư, cựu chiến binh Mỹ trong phóng sự sau đây là một ví dụ. Bob Jushin vẫn giữ nhiều ảnh chụp tại Việt Nam. Ông đặt chân tới Việt Nam tham chiến khi mới 20 tuổi và chỉ 2 ngày trước khi nổ ra cuộc tổng tiến công Tết Mậu Thân năm 1968. Sự hoảng loạn và sợ hãi trong ông nhanh chóng chuyển thành nhận thức về sự tham chiến của Mỹ tại Việt Nam. Rất nhanh, mọi người nhận ra rằng đến Việt Nam là một sai lầm. Ngay thời điểm năm 1968 ấy, rất nhiều người Mỹ đã cảm thấy cuộc chiến là một sự lừa dối. Tôi cũng tin như thế. Và rất nhiều cựu chiến binh tôi phỏng vấn sau này cũng nghĩ vậy. Họ nói, sau Mậu Thân 1968, giới chính trị Mỹ đã thất bại trong cuộc chiến. Trở về Mỹ, Bob Jushin dành nhiều thời gian nghiên cứu về chiến tranh Việt Nam, về cuộc tổng tấn công Mậu Thân năm 1968. Làm phim cho nhiều hãng lớn, rồi trở thành giáo sư giảng dạy ngành báo chí truyền thông tại Đại học bang Georgia. Ông đúc kết một phần hiểu biết về cuộc chiến trong bộ phim mang tên Nhớ về Việt Nam do chính ông làm đạo diễn. Tôi nhìn vào cuộc chiến như một thực tế đã xảy ra, như một điều rất quan trọng cần phải nghiên cứu. Nghiên cứu chiến tranh sẽ giúp bạn đoán biết điều tương tự có thể sắp xảy ra, và do vậy, bạn sẽ có thể cố gắng tránh được nó. 50 năm sau những trải nghiệm trong trận chiến Mậu Thân năm 1968, và sau bộ phim đầu, giáo sư Bob Jushin đang bắt tay vào một dự án mới. Đó là trở lại Việt Nam, thực hiện một bộ phim thứ hai về những thay đổi và phát triển ở đất nước nơi ông từng tham chiến. Nhân dịp kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và Tết cổ truyền dân tộc đón Xuân Mậu Tuất tại thành phố Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến thắp hương tưởng nhớ các vị lãnh đạo Đảng và Nhà nước, thăm hỏi bà mẹ Việt Nam anh hùng và những người có công với cách mạng. Tổng Bí thư bày tỏ tấm lòng thành kính, tri ân đối với những người đã có nhiều đóng góp đối với sự nghiệp cách mạng của dân tộc. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến thắp hương tưởng nhớ Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh. Trong cuộc đời hoạt động của mình, ông Nguyễn Văn Linh đã cùng với Trung ương có những đóng góp quan trọng trong công cuộc đổi mới đất nước. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến thắp hương tưởng nhớ Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Võ Chí Công, Thủ tướng Võ Văn Kiệt,
và ông Võ Trần Chí, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị. Trong suốt 2 năm nhiệm kỳ làm Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh từ năm 1986 đến năm 1996, ông Võ Trần Chí cùng tập thể lãnh đạo Thành ủy đã đề ra các chủ trương của thành phố như chủ trương chính sách về giá, lương, tiền, thành lập khu chế xuất Tân Thuận, hình thành và phát triển khu đô thị mới Phú Mỹ Hưng. Nhân dịp này, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến thăm gia đình anh hùng lao động, thầy thuốc nhân dân, giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thiện Thành, anh hùng lực lượng vũ trang Trần Văn Lai và bà mẹ Việt Nam anh hùng Hồ Thị Há. Tiếp tục chương trình làm việc tại các tỉnh phía Nam, từ ngày 31 tháng 1, Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Chủ tịch danh dự Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã tới thăm, tặng quà và chúc Tết các gia đình chính sách, hộ nghèo tại huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Tại sự kiện, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã trao 100 phần quà cho gia đình chính sách, người nghèo, nạn nhân chất độc da cam. Chủ tịch nước cho biết, Đảng và Nhà nước luôn quan tâm đến công tác chăm lo cho gia đình chính sách, hộ nghèo, người có công với cách mạng, cũng như huy động các nguồn lực xã hội chăm lo cho gia đình chính sách. Trong 2 ngày vừa qua, Chủ tịch nước Trần Đại Quang cũng đã tới thăm và chúc Tết các nhân sĩ trí thức tại thành phố Hồ Chí Minh. Tại cuộc gặp, Chủ tịch nước chúc mừng năm mới các nhân sĩ trí thức, cho biết Đảng, Nhà nước luôn trân trọng và đánh giá cao những đóng góp của các nhân sĩ trí thức và sẽ tạo điều kiện thuận lợi về mặt chính sách để các trí thức Việt Nam có thể đóng góp nhiều hơn nữa cho sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Mới đây, triển khai nghị quyết Trung ương 4 về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã chính thức phát động cuộc vận động toàn dân tham gia tố giác và đấu tranh với tham nhũng tiêu cực. Tuy nhiên, cơ chế nào để mặt trận phát huy được vai trò này, thực tiễn cho thấy vẫn đang còn nhiều vấn đề đặt ra cần được giải quyết. Xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc. Hòm thư góp ý, nơi tiếp nhận những ý kiến phản ánh của nhân dân với chính quyền xã. Dỉ xét đã bao phủ, có vẻ đã lâu lắm rồi nó đã không được mở ra. Và cũng như nhiều lần mở trước, hôm nay hòm thư cũng trống rỗng. Trong cái thời gian gần đây thì người dân cũng không có vấn đề gì bức xúc cả. Cho nên là cái công tác dùng hòm thư thì vừa rồi mở đây thì cũng không có thư kiến nghị đề nghị gì. Thì cái này cũng đánh giá rằng là cái công tác tuyên truyền nó đối với công tác mặt trận là từ tốt. Không có ý kiến, không có nghĩa là tình hình ở đây ổn định. Trong thực tế thì người dân nơi đây không chọn hòm thư để phản ánh các vấn đề của mình. Mới đây, bà con trong xã đã tố giác một doanh nghiệp làm ăn gian dối, rút ruột một số công trình hạ tầng trên địa bàn để chiếm đoạt hơn 150 triệu đồng. Cái sai phạm của cái con đường này này là cái khe lún, là phần gỗ để chen khe lún, hoàn toàn ở dưới không có một cái gì. Trực tiếp bên thanh tra nhân dân, họp, hàn hoi, ban ngành họp, đưa lên hội đồng cũng không hồi âm, không giải quyết được. Thì cái đơn của chúng tôi vào hòm thư không có hợp ý thì cũng không có hiệu quả. Điều đáng nói là vấn đề của mặt trận Vĩnh Sơn cũng đang là vấn đề chung ở nhiều nơi khác. Tại hội thảo về vai trò của mặt trận trong công tác phòng chống tham nhũng mới đây, nhiều ý kiến cho rằng nguyên nhân là do cơ chế. Cơ chế mà để cho nhân dân, đoàn viên, hội viên mà phản ánh tố cáo cái này thì tôi thấy như vậy là phải đứng về mặt văn bản pháp luật là còn rất thiếu rất nhiều cơ chế. Tôi nghĩ là mặt trận quốc có rất nhiều cái phối hợp, trong đó có cả cái phối hợp với ban nội chính trung ương thì vấn đề vận hành tốt các cái phối hợp đó để mà tăng cái sức mạnh hoạt động của mặt trận quốc. Đối với đơn thư tố cáo khiếu nại đông người phức tạp kéo dài thì theo chúng tôi là muốn đề nghị là mặt trận sẽ nắm tình hình, tham mưu với các cấp chính quyền tổ chức đối thoại với đại diện của những đoàn khiếu nại đông người phức tạp kéo dài, và mặt trận chủ trì cùng với các ban đảng tham gia để giám sát cái đối thoại đó. Cơ quan có thẩm quyền báo cáo cái tình hình tham nhũng và đấu tranh phòng chống tham nhũng thì mặt trận phải có một cái báo cáo phản biện về cái tình hình đó, trong đó đề ra những cái giải pháp, những cái lên án những cái hành vi tham nhũng một cách quyết liệt. Có thể vẫn còn nhiều vấn đề phải hoàn thiện, nhưng trở lại với những chiếc hòm thư góp ý cơ sở, đây có phải là nơi tiếp nhận các thông tin tham nhũng tiêu cực hay không? Điều này còn phụ thuộc nhiều vào kết quả mặt trận giải quyết các kiến nghị của nhân dân phản ánh. Chương trình sẽ tiếp tục với các nội dung khác. Hiện tượng băng tuyết xuất hiện tại các tỉnh miền núi phía Bắc gây ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống của người dân.
Làm mới hình ảnh các sản phẩm làng nghề truyền thống, con đường duy nhất để duy trì và phát triển danh tiếng cho đặc sản và sản phẩm làng nghề. Thưa quý vị, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, ngày 31 tháng 1 tại huyện Sapa của tỉnh Lào Cai và huyện Mèo Vạc của tỉnh Hà Giang đã có tuyết rơi dày. Đèo Ô Quy Hồ là nơi mà lượng tuyết rơi nhiều và dày nhất. Chính quyền và nhân dân huyện Sapa tăng cường các phương án phòng chống rét cho người, gia súc, cây trồng. Còn tại Mèo Vạc, băng giá bao trùm các xã Xín Cái, Thượng Phùng, Sơn Vĩ và khu bảo tồn thiên nhiên Chí Sán. Cuộc sống sinh hoạt của cán bộ, chiến sĩ và người dân đã bị đảo lộn. Ủy ban nhân dân các xã cử cán bộ trực tiếp xuống các thôn bản hướng dẫn cho người dân cách phòng chống rét cho đàn gia súc, gia cầm. Các trường học cho học sinh nghỉ học để đảm bảo sức khỏe trong những ngày giá rét. Bên cạnh đó, thì đỉnh núi Mẫu Sơn của tỉnh Lạng Sơn cũng đã có hiện tượng băng tuyết trắng xóa. Ở các địa bàn khác trong tỉnh thì nhiệt độ cũng giảm thấp xuống dưới 0 độ C. Mặc dù đã thực hiện nhiều biện pháp chống rét, tuy nhiên tình trạng rét đậm, rét hại cũng đã gây ảnh hưởng không nhỏ tới cuộc sống của người dân Lạng Sơn. Nhiệt độ ban đêm có lúc xuống chỉ còn âm 4 độ C. Cả gia đình chị Triệu Bùi này đã phải dồn vào ngủ chung một chiếc giường. Thế nhưng, vài tấm chăn này chẳng thể che chắn nổi cái lạnh thấu xương mấy ngày nay. Lại thế này cũng không có tiền mua chăn. Tối ngủ cũng thấy lạnh lắm. Nhiều hộ nghèo khác ở thôn Khuổi Cấp cũng trong hoàn cảnh tương tự. Tại Mẫu Sơn thì nhiệt độ trong ngày vào khoảng từ âm 3 độ C cho đến âm 1 độ C. Và như các bạn đang thấy thì hiện tượng băng tuyết tiếp tục xảy ra và đây là ngày thứ 3 tại Mẫu Sơn xuất hiện băng tuyết. Huyện Lộc Bình có hơn 4.000 hộ nghèo và với cái điều kiện thời tiết rét đậm rét hại như thế này thì không ít hộ dân đang phải chống chọi với cái rét trong một cái điều kiện vô cùng khó khăn. Mặc dù đã chủ động dự trữ thức ăn cho vật nuôi, che chắn chuồng trại, nhưng nhiều người dân vẫn lo ngại thức ăn dự trữ không đủ nếu như đợt rét còn kéo dài. Huyện chúng tôi đã có kế hoạch chủ động trong thời gian tới, nếu mà tiếp tục thời gian tới mà diễn ra giá rét còn dài thì cũng sẽ có kế hoạch bổ sung các thức ăn bằng tinh bột cũng như là đá liếm các loại cho gia súc gia cầm, cho đặc biệt là châu bò ở vùng núi cao. Hoa màu ở nhiều khu vực tại huyện Lộc Bình cũng đã bị hư hỏng do băng tuyết che phủ. Rất may là đến thời điểm này chưa có thiệt hại về vật nuôi. Tiếp theo sẽ là những thông tin về một số hoạt động có ý nghĩa nhân dịp Tết Nguyên đán sắp tới. Lễ trao giải thưởng quốc gia về hiệu quả năng lượng trong công nghiệp đã diễn ra sáng ngày 31 tháng 1 và trao giải cho 10 doanh nghiệp có thành tích xuất sắc nhất. Đó là những doanh nghiệp có mức tiêu thụ năng lượng từ 2 triệu kWh điện một năm trở lên, đã thực hiện giải pháp về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Cũng trong sáng ngày 31 tháng 1, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã đến chung vui và tặng quà Tết cho cán bộ công nhân lao động đường sắt khu vực Lào Cai. Nhân dịp này, ngành đường sắt đã tặng quà cho những cán bộ công nhân có hoàn cảnh khó khăn. Trước đó, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cũng đã tặng quà Tết cho cán bộ giáo viên và các đồn biên phòng đóng trên địa bàn huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu. Lạng Sơn đã đóng điện và khánh thành công trình cấp điện cho hàng trăm hộ dân ở 5 thôn chưa có điện tại xã Tĩnh Bắc, huyện Lộc Bình. Tổng mức đầu tư cho dự án là gần 9 tỷ đồng. Công trình cấp điện được hoàn thành ngay trước dịp Tết Nguyên đán, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần bà con nơi đây. Đối với các bệnh nhân gặp khó khăn trong vận động sau chấn thương hay phẫu thuật thần kinh, thì việc phục hồi chức năng vận động là rất quan trọng. Trong thời gian qua, các bệnh viện của Việt Nam đã tăng cường hợp tác với các cơ quan, bệnh viện của phía Nhật Bản nhằm nâng cao hiệu quả điều trị phục hồi chức năng cho bệnh nhân. Phóng sự sau đây xin giới thiệu với quý vị một số hợp tác tiêu biểu. Từ tháng 3 năm 2014, Trung tâm Phục hồi Chức năng Bệnh viện Bạch Mai đã phối hợp với Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản JICA triển khai mô hình phục hồi chức năng sử dụng xe lăn đạp chân trong vòng 3 năm. Với chiếc xe lăn đạp chân như thế này, bệnh nhân khuyết tật vận động, đặc biệt là bệnh nhân liệt nửa người do tổn thương não, đã có thể tự đi lại sau khoảng 20 ngày tập luyện. Buổi đầu tiên thì em tập là về nó vì nó chưa quen cái độ guồng của cái vòng quay, nên chân tay thì nó cũng hơi tê nhức. Hôm nay lại thấy phấn khởi là đạp có tiến triển tốt hơn. Theo như bác sĩ điều trị em thì tầm độ khoảng 30 ngày nữa là em đi lại bình thường. Cái xe lăn này nó ngoài cái việc là nó giúp bệnh nhân di chuyển như thông thường thì nó còn là một cái phương tiện dụng cụ tập luyện phục hồi chức năng, giúp về nâng cao sức bền
nó có sức khỏe của bệnh nhân. Và đặc biệt là qua nghiên cứu của chúng tôi trong dự án thì cái việc mà bệnh nhân dùng cái chân bên lành đạp giúp cho chân cái bên liệt cũng đạp theo, phục hồi những cái chức năng của não bị tổn thương. Điều trị phục hồi chức năng cho bệnh nhân tổn thương thần kinh là một lĩnh vực mới tại Việt Nam. Từ tháng 8 năm 2017, Bệnh viện Việt Đức đã hợp tác với Bệnh viện Quốc tế Kitahara của Nhật Bản trong việc tiếp nhận bác sĩ và trao đổi chuyên môn về lĩnh vực này. Tới nay, bác sĩ người Nhật đã trực tiếp điều trị cho khoảng 110 bệnh nhân mất khả năng vận động do tổn thương não, giúp bệnh nhân phục hồi những hoạt động bình thường như co duỗi tay chân, đi lại. Sau khi gặp tai nạn, bệnh nhân gặp nhiều tổn thương nghiêm trọng, ví dụ như mất ý thức. Nhưng khi được điều trị phục hồi chức năng, ý thức của bệnh nhân đã cải thiện, bệnh nhân liệt đã có thể đi lại. Tùy tình trạng của mỗi bệnh nhân, nhưng đã có bệnh nhân có thể ăn uống trở lại hoặc đã có thể tự mình đi vệ sinh. Hầu như những cái bệnh nhân mà sau cái vấn đề về sọ não, chúng ta thấy như chấn thương hoặc là bệnh nhân bị cái tai biến ấy, người ta phục hồi từ 65 đến 70%, đấy tỷ lệ rất là cao. Và chúng ta cũng thấy là những cái bệnh nhân này nó khác một cái là bệnh nhân phải phục hồi và tập luyện khá là sớm, chứ không phải chờ cái giai đoạn là chúng ta nghĩ là bệnh nhân ổn định. Cái đấy thì nhiều khi người ta mất cái cơ hội. Hiện nay, những hợp tác giữa Việt Nam và Nhật Bản trong phục hồi chức năng không chỉ dừng lại ở các bệnh nhân khuyết tật vận động sau chấn thương, tổn thương thần kinh sau phẫu thuật, mà còn cả phục hồi chức năng cho trẻ tự kỷ, nạn nhân chịu ảnh hưởng chất độc da cam. Sự hỗ trợ này đã phần nào giúp bệnh nhân hồi phục khả năng vận động và hòa nhập xã hội. Phật giáo chính là sợi dây giúp người Việt ở nước ngoài gắn kết với nhau chặt chẽ hơn, để họ không còn đơn lẻ nơi xứ người và luôn thấy hồn Việt bên mình. Bởi vậy, tại rất nhiều quốc gia, có những ngôi chùa Việt, bà con người Việt vẫn duy trì nét sinh hoạt văn hóa tâm linh. Và khi trở về Việt Nam, nhiều người cũng muốn tìm đến nơi cửa Phật như một sự trở về với cội nguồn. Ông Chí và bà Linh là Phật tử hiện đang định cư tại Mỹ. Lần này trở về thăm quê hương cùng đoàn Phật tử của chùa Pháp Vương tại California do Thượng tọa Thích Đức Tuấn trụ trì. Ông bà đã rất bất ngờ trước sự đổi thay của đất nước. Năm 76 tôi đã đến đây rồi, thì rất hoang sơ. Mà hôm nay á, thì không thể tưởng tượng. Tôi không có ngờ là Hà Nội có thể là phát triển một cách rất là nhanh. Không thể tưởng tượng. Mà đi tham quan hết tất cả các cái chùa ở Hà Nội, rồi vô miền Trung, rồi vô miền Nam, để xem tôi coi cũng là tiến bộ của Phật giáo của Việt Nam như thế nào. Đã. Về Việt Nam á, khác hơn hồi xưa rất nhiều, là tiến bộ hơn nữa, chùa chiền rất khang trang. Thượng tọa Thích Đức Tuấn cũng đã tu học tại Mỹ hơn 20 năm qua. Mới đây, khi có dịp trở lại Việt Nam tìm hiểu về đời sống văn hóa Phật giáo trong nước, Thượng tọa đã muốn gắn bó hơn với quê hương và kết nối cho nhiều Phật tử tại Mỹ hướng về quê nhà. Quý vị đó về để mà tìm hiểu đất nước, ôn lại những kỷ niệm xưa và nhất là tìm lại những cái di tích, cái cội nguồn của mình, cũng như là những chiếc lá rụng về cội nguồn. Thầy cũng sẽ tổ chức nhiều các Phật tử và khuyến khích mọi người về nhiều hơn. Để chi vậy? Để cho có một sự giao lưu thật sự giữa những người Việt Nam ở tại hải ngoại và những Việt Nam ở tại quê nhà chúng ta. Có cái sự hiểu biết, có cái sự thông cảm lẫn nhau càng nhiều thì nó sẽ càng tốt. Hiện nay tại 33 quốc gia trên thế giới, có trên 400 ngôi chùa Việt với nhiều hội Phật tử Việt Nam được thành lập tại các nước. Qua đó, mạch nguồn văn hóa dân tộc vẫn luôn được tiếp nối. Mừng giáo họ đang chú tâm đến cái vấn đề là các vị đang tu hành ở trên cả thế giới, thì không những rằng là chú ý đối ngoại với lại mọi người, cái tăng ni ở ngoài đó, nhưng mà vì là còn để tâm mà giúp cho người ta thành lập cái giáo hội Phật giáo ở cái nước ấy hải ngoại, để mà cùng sinh hoạt với lại cái chương trình chung, hành động chung với của giáo hội Phật giáo Việt Nam. Hoạt động Phật giáo Việt Nam ở nước ngoài đã góp phần động viên, khuyến khích kiều bào ở các nước đoàn kết, hướng tới cuộc sống đời đẹp đạo, mang đậm nét văn hóa của dân tộc Việt Nam trên quê hương mới. Và những tăng ni Phật tử người Việt tại nước ngoài đã trở thành nhịp cầu nối để gắn kết hơn nữa bà con Phật tử kiều bào với quê hương. Thưa quý vị, có thực tế là dù Việt Nam sở hữu một lượng nông sản và sản phẩm truyền thống phong phú, thế nhưng số lượng các sản phẩm thực sự có ảnh hưởng trên thị trường hiện nay lại rất ít.
Nhận thức được điều này, nhiều đơn vị sản xuất vốn xuất thân từ các làng nghề, làng đặc sản truyền thống đã tiên phong thay đổi tư duy, đưa phương thức sản xuất làng nghề ra gần hơn với thị trường. Sẽ có không ít những khó khăn, tuy nhiên đó là con đường duy nhất để duy trì và phát triển danh tiếng cho đặc sản, sản phẩm làng nghề. Vẫn là những màu sắc, họa tiết của gốm truyền thống như màu chàm, hoa lam, cúc dây, nhưng đã được cách tân trong những kiểu dáng phù hợp với nhu cầu tiêu dùng hiện đại. Kết hợp hài hòa giữa cái mới và xưa cũ là hình ảnh mà gia đình nghệ nhân Phạm Minh Châu định hướng xây dựng cho thương hiệu gốm riêng của mình. Cạnh tranh giữa vô vàn các sản phẩm gốm sứ hiện nay, đây là cách mà con cháu nghệ nhân ấp ủ để lấy lại vị thế của thương hiệu gốm Bát Tràng nổi tiếng từ xưa. Tại Việt Nam mình vẫn đang làm theo cái phương cách cũ, nên nhiều khi những cái kỹ thuật mới, những cái máy móc mới, nhiều khi là những người thợ hoặc những người mà xuất phát từ làm nghề như mình thì mình không biết tìm ở đâu cả. Cũng rất là mong là có thể có những cái đơn vị mà họ có thể tư vấn về kiểu kỹ thuật đấy, nghĩa là mình sẽ cùng kết hợp những cái kỹ thuật mới, những cái máy móc mới vào trong cái sản xuất để làm sao là nó vẫn giữ được cái nét thủ công nhưng mà nó sẽ cải thiện được năng suất. Thay đổi một văn hóa sản xuất, nhất là thoát khỏi tư duy làng xã, không phải là điều dễ dàng. Ngay như doanh nghiệp sản xuất chè San Tuyết cổ thụ này cũng vậy, phát triển thương hiệu chè có giá trị cao, làm hình ảnh như thế nào để tạo sự khác biệt với chè thông thường, xứng với giá trị đặc sản nhưng vẫn được khách hàng chấp nhận là bài toán doanh nghiệp còn trăn trở. Các cái đội thiết kế ở bên ngoài thị trường thì rất là nhiều, mọi người có thể tìm rất là dễ. Tuy nhiên mà để tìm được một cái đội thiết kế mà họ focus được vào đúng cái sản phẩm của mình một cách phù hợp ấy, thì đấy là một câu chuyện dài. Nếu mà có một cái tổ chức để focus vào những cái dòng sản phẩm chuyên quà tặng mà lại đặc sản vùng miền đó thì mình nghĩ là cực kỳ quý, bởi vì những cái đó nó mang một cái phong riêng. Nỗ lực thay đổi từ doanh nghiệp có lẽ vẫn chưa đủ. Một thực tế vẫn vắng bóng những chính sách nghiên cứu khuyến khích một ngành thiết kế sáng tạo phát triển, phục vụ làng nghề đi ra thị trường. Đó là lý do lượng đặc sản dù nhiều, nhưng cạnh tranh trên thị trường, kể cả trong và ngoài nước, vẫn còn khá vất vả. Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp gần đây cũng rất sáng tạo, cũng đưa học sinh về với lại những cái cơ sở mà sản xuất hàng quà tặng, để làm đưa thiết kế và đưa sản xuất gắn nhau. Đúng rồi, rất tốt. Nhưng đó chỉ là một phần trong 4 phần mà chúng ta yêu cầu thôi. Làm xong rồi có cạnh tranh hay không thì chúng ta thiếu một cái yếu tố đầu tiên là hạ tầng, ví dụ như là cái thư viện về nguyên liệu, đúng không? Những cái thư viện tham khảo về xu hướng chúng ta không có, nên chúng ta làm ra sản phẩm sinh viên hoặc là nhà thiết kế làm ra sản phẩm nhưng làm lại đắt hơn so với các nước khác, như vậy chúng ta cũng không cạnh tranh. Phát triển hàng hóa đặc sản đã đến lúc không chỉ đẩy mạnh khâu sản xuất theo quy chuẩn hay quảng bá mà cần đi vào thực chất hơn, đầu tư song hành cho công nghiệp sáng tạo, thúc đẩy hàng hóa nông nghiệp đi sâu hơn vào nhu cầu của người tiêu dùng. Chương trình thời sự của Đài Truyền hình Việt Nam đến đây là kết thúc. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị khán giả. Quý vị có thể xem lại chương trình này trên địa chỉ website vtv4.vn hoặc kênh YouTube VTV4Go. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.